Xin chào tất cả các bạn. Đã ai từng đi du học mà chưa bị lạc đường chưa? Mình nghĩ là chưa đúng không? Bởi vì khi mà mình từ một cái miền này qua miền khác mình còn lạc nữa, từ quận này qua quận khác mình còn lạc nữa, chứ huống hồ gì là mình lại đi qua cái tận một đất nước khác thì làm gì có chuyện không lạc đường ở đây được. Chính vì vậy mà những ai mà yêu cầu là con cần phải thông thuộc đường xá trước khi mà con đi, hay là con cần phải nắm bắt đường xá một cách rất là rõ ràng để con khỏi bị lạc, thì thực sự cái đó là việc thách đố nhau. Thì mình có chia sẻ với tất cả các bạn về ba cách. Cái ba cách này là mình cảm thấy rất là hữu ích. Cái căn bản này mình dùng để tìm đường cũng như là giúp cho chúng ta hạn chế cái việc đi lạc. Thực sự cái này chỉ là với bản thân cá nhân mình mà mình chia sẻ thôi. Còn với những bạn khác họ sẽ có những cái tip, những cái mẹo riêng. Nên các bạn có những cái chia sẻ như thế nào thì hãy comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau để cho cái việc đi du học của chúng ta nó ngày một dễ dàng hơn, để chúng ta đỡ phải thấy cái bỡ ngỡ. Thì cái thứ nhất theo mình á, là chúng ta cần phải mua một cái bộ bản đồ truyền thống của nơi mà chúng ta sẽ đến. Các bạn đừng có cười, nhưng mà thực sự là cái bản đồ giấy ngày xưa đó nó khiến cho chúng ta phải động não nhiều hơn. Bởi vì khi chúng ta mở ra thì chúng ta phải nhìn nó bên trong, đi từ đây tới đâu, rẽ trái rẽ phải, nghĩa là chúng ta phải động não, chúng ta động não nhiều hơn. Nên cái việc mà chúng ta nhớ đường đi sẽ tốt hơn. Vì khi phải động não, khi phải tư duy thì chúng ta sẽ tích lũy, chúng ta sẽ nhớ và chúng ta sẽ tích lũy được cái kinh nghiệm đi lại nhiều hơn. Ngoài ra thì cái lợi thế của cái bản đồ truyền thống, bản đồ giấy á, thì là các bạn thấy là nó đâu cần xài pin, xài điện, internet gì đâu, chúng ta chỉ cần cầm theo bất kỳ khi nào chúng ta cũng có thể mở lên coi được, chỉ cần đủ ánh sáng chúng ta có thể nhìn được. Còn như chúng ta dùng những cái bản đồ điện tử á, thì đôi lúc là pin nè, internet nè, mà chúng ta không có những cái yếu tố đó vì một cái lý do nào đó đi, hết pin hay là không kết nối được wifi, internet này kia, thì các bạn sẽ cảm thấy không được chủ động bằng cái việc sử dụng cái bản đồ truyền thống của mình, bản đồ giấy. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là những cái bản đồ trên những cái thiết bị thông minh như smartphone hay là iPad không áp dụng được khi chúng ta đi du học. Và thực sự cái vấn đề thứ hai mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó là chúng ta tải những cái ứng dụng bản đồ lên những cái công cụ, những cái thiết bị điện tử thông minh đó. Bởi vì thời buổi này ai cũng có những cái smartphone, thì cái ứng dụng mà rất là nhiều bạn học sinh xài, và kể cả ngay cả bản thân mình cũng xài cái ứng dụng đó, đó là cái Google Maps. Các bạn ở Việt Nam chúng ta cũng rất là hay xài những cái này, nên khi chúng ta qua một nơi khác chúng ta xài chúng ta cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Các bạn chỉ cần nhập địa chỉ nơi đến, địa chỉ nơi đi, thì là họ sẽ vạch rõ ra một cái lộ trình là các bạn đi qua đâu, rẽ trái bao nhiêu, rẽ phải bao nhiêu mét để chúng ta tới được cái điểm mà chúng ta muốn tới. Và cái yếu tố thứ ba là mình sẽ phải hỏi cái người dân bản xứ, vì thực sự luôn mà nói là có những cái điểm mà trên bản đồ giấy họ không có thể hiện, nhưng khi bạn hỏi dân bản xứ thì họ sẽ biết. Bởi vì chính vì vậy mà các bạn đã thấy các cụ ngày xưa thường hay nói đường đi là ở cửa miệng của mình, đúng không? Bởi vì chúng ta đừng ngần ngại gì chúng ta hỏi. Nhưng mà tuy nhiên với những bạn mà lần đầu tiên mới đi qua một đất nước xa lạ nào đó, thì cái khả năng ngoại ngữ nếu như mình trôi chảy rồi, mình dễ dàng tự tin mình hỏi, cũng như là mình tự tin mình giao tiếp với khách, không phải là khách nữa mà là giao tiếp với những người dân bản xứ, mình mới là người khách, còn họ là dân bản xứ. Mình tự tin giao tiếp với họ thì khi họ diễn giải, họ chỉ đường cho mình, cũng như là mình diễn giải cái nơi mình mong muốn đến, nó sẽ trôi chảy hơn. Còn với những bạn nào mà tiếng Anh có thực sự là có phần nó hơi bị hạn chế, thì hai cái công cụ ở trên là bản đồ giấy, bản đồ truyền thống và cái bản đồ điện tử, nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn rất là nhiều. Đó là ba cách, ba cái công cụ mà mình thấy nó rất là hữu ích, và bản thân mình cũng đã áp dụng rất rất là nhiều trong cái việc di chuyển và đi lại của mình. Thì hy vọng các bạn sẽ có được cái sự tích lũy thêm. Thì các bạn hãy cứ comment bên dưới đi, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những vấn đề, về những yếu tố liên quan tới việc di chuyển đi lại, để giúp cho cái cuộc sống của chúng ta ngày một dễ dàng hơn các bạn nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ.
hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.